Hello, chào mọi người nha. Ok, Sơn Nguyễn ơi. Hình như bạn Sơn Nguyễn này nghe tên khá là quen nhở. Hình như là bạn Sơn 71 đúng nhở? Thực sự là nếu mà thực sự nếu mà anh em cứ kiểu nói về rank ấy thì mình chia sẻ anh em luôn. Đó chính là bất kỳ một cái người chơi nào làm video bất cứ game nào mà làm video về kiểu là ra ta những cái thử thách giải trí và những cái thứ mà khó khó thể làm được ấy. Giống như mình nói đơn giản là một cái ví dụ đơn giản như kiểu Nam Blue thôi. Nam Blue thì ông ấy cũng một một cái chia sẻ công nhận luôn là Nam Blue chỉ bắn ở rank gọi là rank cực thấp. Bởi vì sao? Bởi rank cực thấp ấy thì mới có thể cho anh em xem những video mà nhiều kill được. Còn tôi nói anh em chứ, bắn ở rank như kiểu rank rank gì ta? Bên PUBG là rank nhiều, rank cao nhất đi thì ấy, ăn một game khoảng 10 mạng là căng rồi. Nhưng mà khi mà ông em đánh ở rank bắn ở rank yếu ấy, ông có thể ăn được 4 50 mạng hoặc là 60 mạng chẳng hạn như vậy. Đấy, nó khiến em tính giải trí hoặc là những cái pha highlight. Còn chơi ở một cái rank cao hả, đau hết cả đầu. Và cái kết thì cũng chỉ đơn giản là cho ta giải trí thôi. Mỗi kênh thì có mỗi chủ đề, mỗi con tần khác nhau. Thì luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu thôi. Anh hả? Anh hiện tại ở Đắk Lắk em ơi. Quê anh ở Thanh Miện, Hải Dương, nhưng mà hiện tại bây giờ là anh đang ở huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Anh em nào ở gần Đắk Lắk thì hẹn một ngày sớm nhất mình có thể gặp nhau để cùng nhau uống sinh tố lối mạch nha. Sâu đứt. Đúng thật. Thức uống dành cho mọi lứa tuổi, trừ trẻ em dưới vị thành niên thôi. Mình không thích uống nước ngọt, mình chỉ thích uống bia thôi. Từ tối hồi giờ mình chưa giờ uống một lon một ly nước ngọt luôn đấy. Chỉ Pepsi uống thôi. Ai vệ binh này, bây giờ trang bị anh em này thấy là mình đang có lưỡi kiếm. Xíu nữa mà ra con Axan ấy, mà ra 3.3.5 mà ra lưỡi kiếm nữa, mình sẽ cho em xem một trận đấu về con Axan cầm x3 lưỡi kiếm tử thần. Hello mọi người nha. Chào tất cả mọi người đang xem stream của mình. Nói thật với anh em luôn là như này, hôm qua anh em có thể xem những cái video tôi đánh ở rank 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 ở cái video này đúng không ạ? Rồi tôi livestream luôn. Thực sự cái đội hình của tôi là nghe chừng gọi là bất khả chiến bại rồi, mà gặp mấy ông kia nhân phẩm cao nữa thì cũng chịu thôi, bởi vì game này là game nhân phẩm không phải là game. Nam Blue, Hiếu Minh, em xem một cái video, em xem video Nam Blue xác nhận là ấy, tôi chỉ muốn rank thấp thôi. Ông lên ông search đi, mình nhớ rõ ràng một cái video đó. Còn anh em có thể xem con tần như này, ví dụ như kiểu Trung Vladimir đi. Trung Vladimir là một cái người chơi ấy mà thiên về kiểu là cho ta leo rank, cải thiện rank. Nhưng mà anh em thấy lượng view không ạ? Tuy rằng Trung Vladimir là 200.000 sub nha, 200.000 sub. Nhưng mà nếu mà xét về lượng view của YouTube ấy thì Trung Vladimir cũng chỉ gọi là cho ta còn thua mình nữa cơ. Mình nói thật với anh em là Trung Vladimir còn thua view của mình nữa. Cái view xem ấy. Còn cái view 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 livestream mình không nói, bởi vì mình không chuyên về live. Lâu lâu mình rảnh mình vui vui kiểu rảnh thời gian mình mới livestream thôi chứ. Còn anh em cứ bảo game này là game kỹ năng thì điều đấy là nó chỉ một phần thôi, kỹ năng kiểu đoán bài là lắp đồ là cho ta. Rồi kỹ năng xoay bài thôi.
còn đa phần là nhân phẩm hết. Ví dụ có nhiều trận đấu anh em biết chứ, nhiều trận đấu anh em không cần phải ron tướng tự ra, cứ tự lên 2 sao thôi, cứ thế một trận đấu rất là trôi chảy. Nhưng cái trận đấu thì anh em cảm thấy cả kiểu cho ta, anh em có thể xem livestream của mấy ông thách đấu vậy đó, đúng không? Có trận top 8 chuỗi, top 8 dài lè lưỡi luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đen là chỉ có thua thôi chứ đen làm sao có thể gỡ được. Thiên thần mực, vừa có con mực đấy à, con mực con siêu lỗi, con này còn cực khắm ở cái công cái mùa luôn ấy, cực ghét. Chỉ cần nó sấy rồi, đồ chuẩn kiểu găng bảo thạch, kiếm súng hay là một cái sâu zin thôi, nó vã hết. Những cái trang mình chỉ, bây giờ thì mình làm cái con tần chủ yếu là về những cái trang bị mà đang hot hiện giờ. Đó chính là những trang bị như kiểu là quyền năng. Mà hôm nay mình để ý như kiểu là sao, quyền năng bị nét thì sao á mọi người. Nó không to nữa sao á, này. Đúng rồi mọi người, mà cái phiên bản mình nói như mình nói thật với anh em luôn, mà cái game TFT này nó càng ngày nó càng bóp rái những cộng đồng muốn sáng tạo về cái game này phát triển hơn. Cái gì nó cũng nép, cái gì nó cũng ngăn cản. Ví dụ như kiểu ba vô cực kiếm này nó cũng nép đi này, ba cái trang bị bùa xanh nó cũng nép đi này, rồi là này, rồi đến cái quyền năng khổng lồ mà nó nép mẹ khổng lồ rồi, chỉ còn gì khổng lồ nữa này, nó đâu còn cái tăng cái kích thước nữa đâu, nó chỉ có nội tại thôi. Bởi vì hôm nay mình làm một trận với con Galio mà mình thấy nó không to nữa thì mình mới bật một dấu chấm hỏi trong đầu là tại sao đéo to nhở. À mình có đọc cái nội tại mà má, nó nép mẹ rồi. Game mà ngày nó càng bóp à, không biết mùa 6 cái nào chứ mùa này chán quá. Hello mọi người nha, mùa 6 này cũng khoảng tầm nửa tháng thôi là bên server cái mùa 6 rồi. Thiên thần em. Ờ đại bác, cái gì nó nép. Thề thật, cái gì nó nép, nó nép không chừa cái nào cả. Nó nép không chừa cho anh em một cái gì để sáng tạo cả. Ngày xưa có ba vô cực thì đúng siêu sướng luôn. Anh em vẫn nhớ con Zerhin ba vô cực. Má nó bắn phát 180 mấy nghìn đam hoặc là 200.000 đam. Xem nó sướng mắt đúng không? Bây giờ nó nép rồi, còn gì được chơi cảm giác nữa đâu. Tất cả chỉ là dĩ vãng thôi. Càng ngày nó càng nó tự nhiên nó càng khiến game trở nên chán đi, nó không còn sự thú vị nữa. Mùa 6 thì chắc khoảng tầm đầu khoảng tầm 10 tháng 9 thôi. Mùa 10 tháng 9 thôi là chắc là mùa 6 bên BBE anh em chơi rồi đấy. Mà cũng một phần anh em có thể theo dõi kênh của mình thì thấy view của mình bị tụt nhiều, bởi vì một phần là do ở cái mùa năm này thì anh em nhiều anh em ở quán net bị đóng cửa ấy. Quán net đóng cửa là sẽ ít anh em có thể tiếp cận được cái mùa năm này hơn. Với một phần nữa là nhiều anh em thì vừa chơi net, vừa chơi TFT lại vừa xem video nữa. Đấy, đa phần như vậy, đa phần vừa chơi TFT vừa xem video là nhiều. Mình thấy khá là nhiều những trường hợp như vậy. Đúng là chơi mobi được, nhưng mà nhiều người ta không biết anh em, không biết cách chơi mobi. Hoặc là có thể là do chơi mobi nó hơi chán, bởi nhìn cái giao diện của nó, nhìn anh thật sự là anh... Ờ đúng rồi, Xeon này bao cực nét rồi. Lúc khởi đầu bên BBE này còn chơi Xeon bao cực được, bây giờ nó nét rồi. Chua, Chitana này anh em. Quyền năng bây giờ nó không tăng kích thước nữa nên là mình sẽ không làm quyền năng. Nó nét mất rồi, nó không tăng kích thước nữa nên là hơi đuối. Bây giờ thì chỉ có lên level 9 kiếm 5 vàng 3 sao là hay thôi. Vậy nên là thôi mình sẽ lắp quả áo, một áo xong lửa đi. Ai 3 sao vậy? À, này Kalista 3 sao à? Cũng bình thường mà. Ron hết tiền thì lên thôi. Chơi kiểu đấy thì cũng khá là... Đây, gặp luôn anh em. Vừa nói gặp luôn, nó dính mẹ cái 3 sao ở đầu này à. Kalista nếu mà full chí mạng nó cam giá phát one shot đầu nát sọ luôn đó. Chitana mình không có đồ. Không phải nói chứ thực sự là
uống bia ở buổi tối là một cái thứ sẽ khiến cảm xúc của anh em sẽ tan chậm đấy. Không bực à? Không, hôm nay anh đầu tư quả xúc xích. Hôm nay mình đã bắt nó xanh, mình thấy quả xúc xích gọi là sao ta? Quả xúc xích này có tên là xúc xích siêu cay. Siêu cay anh em ạ. Chưa ăn thử thì mình sẽ test thử xúc xích siêu cay nhá. Mấy chị xinh gái bách hoa xanh bảo là xúc xích siêu cay. Chưa test, để test phát. Đang bảo chị bán cho em cái loại nào mà uống bia vào bán là xúc xích siêu cay rồi. Anh em ăn xúc xích nhớ lưu ý nha, đó chính là mình phải mình khứa nhẹ cái đầu thôi, khứa nhẹ một chút thôi, chỉ khứa nhẹ một chút thôi là xúc xích nó sẽ được ăn được, còn đừng có bóp hay đừng có cắn làm gì cả đấy, xé nhẹ một chút thôi nó lột ra như này luôn đấy hả. Nhúc nách xúc xích thì không thể thiếu tương ớt được. Đây là mình đã chuẩn bị sẵn một chai tương ớt chín xu cho xuống một đầu nữa đấy. Kênh ẩm thực anh nhé, đây là kênh ẩm thực. Bơ phách ngon không tàn nổi luôn, chưa giờ mình ăn cái xúc xích nó ngon như bây giờ, quá ngon. Làm đi bia đã hợp lý. Bơ phách. Cuộc đời chỉ có thế thôi mọi người. Ăn ngủ. Bọn anh em gần bách hoa xanh ra mua cái xúc xích này nha, ăn cực ngon luôn. Có ớt trong đó. Này, ớt cay, có tiêu nữa. Có phần tiêu xanh nữa, hấp dẫn lắm. Mình lấy con Iran này, mình làm quả Iran ba đại bác luôn cho anh em xem này. Hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng thế. Được các em, game này làm quả Ire được, Ire bạn là bạn. Cay lắm. Cá lù, mình đắp mặt cái khung gỗ trước rồi. Ủa, what the fuck? Ăn xúc xích vẫn anh mà, ăn xúc xích nhân phẩm cao hẳn luôn này. Ăn xúc xích nhân phẩm cao hẳn luôn. Cái gì thế này? Vãi rồi. Nhân phẩm kìa. Em thấy gì không ạ? Ăn xúc xích nhân phẩm cao, công nhận. Đây đúng không ạ? Đấy. Tác dụng của uống bia đấy, ăn xúc xích đấy, nhân phẩm cực cao, nó hẳn 4 con Ire luôn. Chưa bao giờ mình gặp trường hợp này nhá. Chưa bao giờ. Trước khi anh em sử dụng cái dùng biện pháp hỗ trợ, đó chính là sử dụng cái xúc sắc ma thuật. Chúng mày đang gặp trường hợp vậy. Phê vãi. Cho mặt sang bên phải em. Trang bị này. Hôm nay vừa làm quả Ire phun chí mạng, mạnh kinh khủng luôn.
cho thêm một idea quả huyết kiếm nó đẹp. Hello mọi người nha. Ờ đúng thật mình không? Để cam phía này nhìn không quen nhở. Do hôm nay mình bóp video thấy anh em bảo là anh để cam bên tay trái đây, bên tay phải nhìn không quen. Nhưng mà đúng thật, mình để bên tay tay trái mình nhìn không quen thật, mình phải đến tay phải mới quen, nhìn nó thuận mắt hơn. Bây giờ là mình đã bị con Ire dụ rồi. Có nghĩa là nó chỉ ra một khúc đấy thôi, còn về cuối game nó không ra nữa. Trường hợp này anh em gặp rất là nhiều đúng không? Mình khá là hên. Mình ở khu vực bên... Ui, thìa này. Ui, đúng. Bữa sau mình chơi điện tử, anh em rút kinh nghiệm nha. Bữa sau leo rank ấy là anh em phải sử dụng biện pháp là chính là ăn sức uống bia. Nhân phẩm sẽ cực cao luôn. Anh em chuẩn bị xem một quả siêu phẩm rồi. Ire sát thủ. Cho em gợi nhớ con Ire mùa 3. Ire mùa 3 mà khi anh em cho nó sát thủ nhân tạo này thì bá đạo, siêu bá đạo luôn. Này, xỉa. Cắt đút. Calista trâu thế. Mày trâu với tao này. Anh em tâm đi, cái này top 1. Đang chấp rồi. Về cuối game mình sẽ quẩy luôn. Bứt phá. Bên này em, bên này Trường ơi, bên này Henneken nha em. Màu xanh với màu đỏ là nó kiểu kết hợp phong thủy với nhau tuyệt vời lắm. Rồi này anh em, quả huyết kiếm rồi này. Ui, gì vậy, từ từ nữa chứ. Binh đi. Mình phải run con Ire lên 3 sao cái đã. Đủ. Đúng như mình dự đoán luôn. Bởi khi một khi nó ra kiểu thế rồi là nó sẽ không ra lên 3 sao đâu. Đúng như thật ạ. Nó không lên 3 sao thật anh em ơi. Bởi vì bây giờ này, mình có huyết kiếm này. Là tí nữa mình sẽ bỏ đồ kiểu này ấy, là con Ire nó sẽ cầm huyết kiếm cộng vô cực cộng một cái sát thủ nhân tạo. Nó sẽ không cầm cái trang bị diệt khổng lồ nữa. Nói con Sinora khó chịu lắm. Nó cứ ném đi ấy mọi người. Mình không thích con Sinora một chút nào cả. Nó ném đi khó chịu vãi nồi ra. Kêu như phần cao đấy. Thì lúc đầu anh... Bởi vì game này ấy, mình không biết là ai tạo ra cái cơ chế này, nhưng mà thực sự là khi anh em chơi cái gì đó, khi em chơi một đội hình gì đó thì nó sẽ không ra đâu. Ví dụ bây giờ này, mình còn muốn đi lên 3 sao đúng không? Mà sự thật phũ phàng là nó méo chuyện ai đó. Ok, như anh em bảo là không tách đồ đúng không này? Cái đạch nó bung mẹ cái vô cực kiếm rồi. Hôm sau hy vọng cuộc đời về sau mình sẽ có thêm quả 500 ma thuật nữa. Bây giờ chỉ có 500 ma thuật nữa mới giải cứu cuộc đời, cứu rỗi cuộc đời của tôi thôi. Phải nổi nó bung. Từ nó bung từ bên trái qua bên phải cơ mọi người, bên phải qua bên trái nhá. Mà round này nó lại bung kiểu này. Ảo nhờ. Không được, quả huyết kiếm thì khổng lồ cũng được, nhưng mà vô cực thì chất lượng hơn. Đẹp hơn, nhìn nó ngầu hơn cơ. Bây giờ thì quá muộn rồi, bây giờ phải có quả ấy mới đẹp. Bây giờ phải có quả 500 ma thuật út đồ ấy. Đúng là kiểu nhân phẩm cao luôn ấy. Ăn mình không xích nữa, cho nó ra quả 500 ma thuật. Mời anh em nha. Giống như kiểu anh em chơi kiểu mảng ăn uống của Vego này. Thìa nó kiểu, ui. Của tôi ở đâu đó à? Của tôi cái gì đấy? Của tôi ấy. Vego ngon nhở.
cảnh với cô thế nhở? Với gì à? Lắc này. Hello mọi người nha. Ba hệ em, ba hệ muộn rồi bởi vì anh có đi ra 3 sao rồi. Nên là mình sẽ không chơi ba hệ nữa. Ra chơi ba hệ là cút luôn đấy. Cho chút quân đoàn đi. Irene là nhìn là mình nhớ lắm cái này mùa 3 luôn, các cả anh em ơi. Ui, đã me mình rồi anh em này. Chơi thì đã me con đi re của mình rồi. Được đấy, người anh em. Mạnh lắm, anh không? Hơi tiếc quả vô cực này. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ ăn quả xúc xích, một cây xúc xích nữa để tăng độ nhân phẩm, để kiếm quả 500 ma thuật. Ui, chết rồi. Thừa mất anh. Thừa mất cái dư mất một chút tương ớt. Top 2 này đang rất là cháy. Có Temo à. Xuyên con Temo của bạn luôn. Hello mọi người nha. Hôm nay là mình chuyên mục thứ 6, máu chảy về tim. Hôm nay tìm mấy thằng bạn ngủ với nhậu mà mình không nhậu để ngồi livestream nói chuyện anh em cho vui đấy. Thế anh em mới hiểu là mình quý anh em như thế nào. Tình thương mến thương luôn. Đúng rồi, Yên Mật Thám ấy, chính xác Yên Mật Thám. Em đã bắt con xanh làm que em. Có chứ. Game này quả Yên Mật Thám này mà không lên clip hơi phí. Phí hết công sức nãy giờ. Thôi tiếp một điều thôi. Là do khởi đầu trận đấu á, mình quên mất là mình lắp cái BF vô con Yre. Chứ Yre của mình nó combo đẹp rồi. Thực sự đẹp luôn á. Bây giờ đã quá muộn để ra một cái trang bị 500 rồi, nó không ra nữa. Nhưng mình vẫn chơi đội hình đó chính là 6 vệ binh và 6 sát thủ được. Trong trận đấu này vẫn có thể chơi 6 vệ binh và 6 sát thủ được. Top 1 này, Nocturne, Vego. Irene của mình bây giờ bá lắm, nó xỉa chết hết. 37 máu, ông này thì Dyna. Gậy lốc luôn. Ôi ôi, cho xin nhẹ đi. Cho xin nhẹ con Sinora. Hôm nay là có lịch đi nhậu mà vẫn ở nhà livestream với anh em cho vui đấy. Một lon nữa nha. Hôm nay mình mua 6 lon. Mà nãy em cơm uống hết 3 lon rồi. Còn 3 lon nữa quất đốt. Và bữa nữa mình sẽ làm một kênh liên quan đến kiểu là em nhìn này cái độ bia nó nhìn nó. Ui bọt này. Fail. Nhìn nó sướng cả mắt đúng không? Neko quyền năng phóng kiếm Neko đi. Bây giờ chỉ up cấp thôi chứ còn đợi gì nữa. Một thùng à? Anh em donate cho mình quất một thùng luôn. Donate cho mình thứ bảy chủ nhật mình quất một thùng mình uống luôn. Rồi dịch giá nghèo lắm anh em ạ. Anh em thấy cái gì không ạ? Đây. Thấy cái số tài khoản
Vũ Công Minh, Vietcombank mà. Anh em cho mình 10k, 20k là mua bia uống đi. Vã quá rồi, dịch ra mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ôi ông này có hai Nico này. Đang nói dịch thì ông này tên Corona luôn anh em ạ. Thiêng hết. Hello chào mọi người nha. Bây giờ là thử thách này. Anh em donate cho mình tiền là mình sẽ uống một phát hết một ly bia luôn. Không ra con sát thủ đấy nhở, bởi vì bây giờ mình phải kiếm con Kha'Zix nữa. Có Kha'Zix nữa thì mình kích hoạt được 6 sát thủ được. Năm năm máu, Fego, Zac này, ông này lên lên mà lên được Zac 2 sao, khá là ổn đấy. Cho cam to hả em? Cam nó bị che đúng không? Đi chợ, đi chợ, đi chợ, đi chợ, đi chợ. Chết rồi, mải chỉnh cam anh em quá, quên đi chợ rồi. Rồi, bây giờ cam như này, mình sẽ để như này đi. Bởi vì cái TFT này thì xem map nó cũng đâu nghĩa gì đâu. Nói thật anh em, cái TFT này xem map nó không ý nghĩa gì cả. Đâu phải như những cái trò khác đâu, phải kiểu xem map, check map các kiểu đúng không? Cái này thì không phải như thế thật sự, nhưng mà không phải xem map. Không cần check map luôn. Kha'Zix đâu nhở? Mình cần còn cần có Kha'Zix nữa. Số Iren bị con Nocturne nó móc lốp rồi. Móc lốp tàu. Đâu dễ đâu bạn Nocturne. Ui. Nocturne 3 sao, đồ bá phết này, nhưng mà Iren hay quá. Vẫn win nhá. Và bây giờ phải cần con ấy nữa, Nocturne nữa mình mới có thể con Kha'Zix nữa thì mình có thể kích hoạt được còn chính là Kha'Zix à? Chắc là sai rồi. Oh my god. Arcsan này. Bán luôn đi. Chết rồi, lỡ mất mọi người ạ, lỡ mất một nhịp. Bây giờ mà có một cái trang bị 500 ma thuật thì ngon. Mình sẽ rút đồ đi re ra thì đẹp trai luôn á. Ôi sổ ơi, ông này chơi thuật sĩ khỏe thế. Ui. Ông Fireman cho thuật sĩ khỏe mãi trưởng luôn. Cung xanh này. Cung xanh này thì nếu mà thực sự mà cung xanh cho con Arcsan ấy thì nó quá phí. Bởi vì Arcsan cái này của nó thì nó giảm giáp mục tiêu 5% rồi. Mà cho thêm cung xanh thì cũng hơi phí thật. Mà Fireman này khỏe thế bởi vì ông này chơi 4 thuật sĩ mọi người. Con Syndra này. Chơi sát thủ mà gặp Syndra thì chỉ có tắt điện thôi. Bởi vì nó khống chế quá ghê gớm. À! Oh my god!
Cái gì đến sẽ đến anh em ạ. Cái gì đến sẽ đến mà thôi. Ok. Combo siêu chuẩn của Ire. Cho mày luôn đấy. Bây giờ mình còn thiếu con ấy nữa. Bây giờ mình còn thiếu con Olaf mọi người nhá. Thiếu Olaf nữa mình sẽ kích hoạt luôn cho anh em xem, đó chính là nó này, nó ném Ire của mình đi này. Đấy, thấy không, khó chịu không ạ? Aksan bắn chết đi. Lại ném rồi. Nó khống chế ghê gớm luôn anh em ạ. Lại ném được không? Má con Sinora này. Ủa, hai tiết. Khó chịu quá nó ném. Bây giờ thì mình sẽ không gặp bố Sinora nữa. Bây giờ mình gặp ông sát thủ. Mà thực sự quá khó chịu. Em có thể thấy không ạ? Đôi của mình nó cứ, bởi vì đôi của mình ấy nó đa phần là nó bay vào. Nó bay vào thì con Sinora lại ném đi. Nocturne này, Vehicle này. Vehicle bổ xanh em ạ. Khỏe quá anh em ơi. Chịu rồi. Quả Ire mật thám toang rồi. Bởi vì cũng chịu thật. Ông này chơi 4 sát thủ, 4 tà thần, 4 3 búp bê.